Hello anh chị nha, hello anh em nha. Đang chuẩn bị ăn cơm 6 giờ 6 giờ 13 phút giờ Sài Gòn nha anh em. Nay là ngày mùng 8 Tết. Sáng là anh trai ảnh bán cho một chiếc Xpander 7 chỗ đầu năm. Khai xuân ở Sài Gòn một chiếc Xpander 7 chỗ mới tinh. Xong rồi trưa là một cái con Vios G 2020 màu trắng của một anh bán sim số đẹp ở bên đó bên Bình Thạnh hay quận 7 ta. Hồi trưa mình đi là quận 7 hả? Ủa, đó là Hiệp Bình Chánh. Đâu Hiệp Bình Chánh Bình Thạnh chứ. Một cái là ở Gò Vấp Cityland. Thì cái 7 chỗ là Gò Vấp, cái kia là bên quận 7. Đúng không? Gần quận 7. Cái đó là bên Hiệp Bình Chánh. À. Anh đó là Hiệp Bình Chánh. Cái chung cư HVC gì đó. Quận gì chứ? Hiệp Bình Chánh á. Quận cái đó là huyện Hiệp Bình Chánh. Huyện Hiệp Bình Chánh luôn hả? Thành phố. À, một cái Vios xếp Long An luôn á. Một cái Vios G anh em, Vios G 220 chạy hai mấy ngàn cây màu trắng. Là có SUV rồi. Đầu xuân đầu năm là có SUV, có sedan rồi, bây giờ đi mua một con bán tải 2022 nữa, là hy vọng là năm tới là quanh năm suốt tháng là cứ mua ba dòng xe đó phục vụ anh chị là vui rồi đúng không? Cứ có xe đem toàn lên đường. Lên xong à. Mình chạy show như ca sĩ ha. Nên vậy thôi, bị toàn bị đau dạ dày là vậy, cứ ăn uống không đúng giấc đúng giờ là vậy đó. Sáng thì ăn 10 giờ đi mua xe mãi cho đến 2-3 giờ ăn xong bây giờ là đi mua tiếp. Đi mấy tiếng ra bây giờ là bên, ủa hình như là gần công ty mình không? Đúng rồi. Ở đâu? Sài Gòn nè anh chị, đường xá Sài Gòn nè. Bây giờ là Thủ Đức nè. Hả? Bây giờ mình đi Thủ Đức mua xe. Thủ Đức gần công ty mình cái gì? Ừ. Bây giờ vẫn đường bây giờ vắng này ha. Ừ. Chắc bà con vẫn còn đang ăn chơi nhảy múa. Chưa đi lên thành phố đúng không? Ủa chị mình nè. Khách hàng kêu quay review I am Lon đi. Đeo khẩu trang biết mà bị của, sợ bị Covid nữa. Đẹp quá ha, Sài Gòn đẹp quá Sài Gòn ơi. Ủa nói báo trước ảnh chưa? Báo trước ảnh à, ok. Chờ toàn nha, anh chị chờ toàn trong chơi bác là coi Forerunner 2022. Giá còn lâu mới tới 600 nha anh em. Số tự động nha anh em. Thép gì đẹp vậy ta? Chùa. Chùa gì trên đường Phạm Đồng mà có cái thép? Có, rồi, Phạm Đồng có nhiều chùa. À. Nè, bữa nay mình đi không để ý. Chùa. Đúng rồi. Lẩu bò này là ngon số 1, Thủ Đức nè. Bò luộc, cuốn rau rừng này ngon nè. Thì ghi nè, ai biết trên bảng này mà sao câu ghê quá. Tí nào không? Ăn lẩu bò không? Ok. Ăn thử biết dạ. Đâu quán phát hiện ra quán ngon thì dạ sao. Dạ em nghe anh. Dạ em nghe nè. Trên dạ, cầu. Đang thử cầu chạy xuống. Cái cầu nhỏ nhỏ anh, cái cầu nhỏ nhỏ. Lẩu bò số 1 Thủ Đức. Đó, ngay quán. Thử là tới anh rồi nè. Rồi ok. Trên lầu bò số 1 Thủ Đức à. Nói trên cái cầu. Ở đây có cái cầu nhỏ nhỏ nhá. Biệt thự. Biệt thự đây, ở đây xây biệt thự không nhớ mấy cái khu mà trong đây họ xây biệt thự. Sài Gòn mà xây biệt thự là dữ à. Biết khi nào Toàn mới xây biệt thự anh chị? Để khi nào? Toàn xây biệt thự Toàn hút qua 100 video review á. Trời, Toàn mà có được cái biệt thự chắc ngày nào Toàn cũng quay á. Đang ngồi nè anh chị, em đang đứng nè anh chị, em đang ôm cái cổng biệt thự nè. Đâu, chỗ này. Ở đây. Này, không phải hả? Cái ảnh vô đây dễ nè. Đi mua xe ban đêm. Ở Sài Gòn đi mua xe ban đêm nó mát mẻ lắm anh chị.
đi ban ngày nó nãy đặt vé xem phim là 8 giờ mấy? 8:30 đúng không? Ờ, giờ về chắc không kịp. Đừng đừng có treo, phai quá. Bảy tìm bạn nó gãy bây giờ. Dạ em nghe. À đâu rồi đây. Chạy tới đúng không? Chạy tới chạy. Chắc leo đỡ này không sao đâu anh. Mới kìa. Dạ. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây xe này à, xe này anh, nãy cứ nhầm xe kia làm coi xe kia nãy giờ. Xe kia cũng 51 đây. Ờ. Cái này 79, cái 76. Xe này à, em muốn nói cái này em bị đê mà kêu hẻm nha, chứ không phải là bị đâm đụng nha. Là bị xước vậy thôi. Xước vậy thôi anh. Đúng rồi, đúng rồi. Xe này 81079 này, xe kia là 876. Cái này là do đường vừa rồi đường nó nhỏ. Cái còn xe là cầm cách dành luôn. Đi 17.000 cây, anh mua từ mới luôn không anh? Hả? Mua từ mới luôn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Còn mới tin còn cái bì này. Có lên được đồ chơi chắc lên được cái nắp thùng quá. Lên nắp thùng còn như vậy thì cách nhiệt. Hãng không tặng được một cái gì luôn á hả? Trời ơi, lúc em mua xe đi. Đang hot hả? Đúng rồi. Mới tin à. Ủa anh chở gì mà anh mua bán tải vậy? À em chở mấy cái đồ inox á. Dạ. Mà giờ nó điện luôn. Chặt quá. Dạ, yeah. Ngồi sau nó chặt lắm, ngồi sau khó chịu lắm. Nó chỉ có chỉ hai người ngồi trước thôi. Dạ. Yeah. Ủa tên đây là tên cá nhân hay là tên cá nhân? Dạ, cái anh ủy quyền cho em luôn nha. Coi keo chị chứ hả? Nè, keo chị Vinh luôn nha. Em bao với anh luôn á. Keo chị Vinh luôn nữa. Em bao anh luôn. Nhưng mà đối chân nó thì tự nhiên nó phải ngoại ngoại hình bên ngoài thì chẳng nói rồi. Dạ. Tại vì có xe bự mà. Dạ. Đầy xước thì chuyển ra có thể 2 triệu luôn á. Nếu anh dạ. Còn đẩy toàn em anh luôn. Mày em 2 triệu mới mua luôn. Mới mua 2 triệu luôn anh. Cái đó bao nhiêu vậy? Anh mua à, nhiêu vậy? Mua 2 triệu, 8 triệu mấy, mua mít á. Cái gì anh dời chiếc xe lên cho người ta ra đậu. Ok ok. Tin nào cũng được hết vậy. Để cho nhà ta. Đây đây, để. Về lại chỗ nãy đi, về lại chỗ nãy đậu. Về nãy chỗ nãy nha. Rồi, xin lỗi. Dạ, đó, dạ. Mà không có đụng bể cái gì hết. Dạ. Gì luôn. Tại xe đi kỹ rồi. Màu đây màu đen hay xanh đen đây? Đen thui chứ. Đen thui luôn á. Anh mua hình như tháng mấy anh nhỉ? À, tháng 1 2022 nè. Cách đây là đúng 5 luôn rồi đó. Trong sổ là ủa vừa mới sản xuất ra anh mua luôn à? Hả? Vừa mới sản xuất ra là mua luôn à? Sản xuất 2022 luôn mà. Đúng rồi, xe này là Vin 2022 đó. Hay vậy ta, nhập về là mua luôn à? Nó sản xuất là tại vì anh đặt xe đó nó tới 1 tháng sau mới có xe về mà. Lúc đó đang xe này đang hot. Cái sổ đăng kiểm có đây cây xe. Dạ. Này xe này chỗ đây nó không có chị. Hả? Sao chỗ đây nó không có chị? Sao chỗ đây nó không có chị hả? Ừ. Mà sao xe mấy xe kia có? Sao vậy? Xe kêu chùm đi mua xe lướt mà. Hỏi. Tại sao vậy? For nó không có em. Nó chỉ có dưới đây nè. Nó có dưới đây thôi. Ừ. Chứ nó không có ở trên đây. Còn mấy dòng xe kia là có trên đây hết. Đúng rồi. Ừ. Biết chưa? À, biết rồi. Chuyên đi làm việc giá người ta mà hỏi keo chỉ có đi không? Người ta hỏi lại là keo chỉ là cái gì con không biết. Bữa hỏi ông kia ổng chữ. Mình hỏi vẻ là hỏi người ta xe có đâm đụng gì không? Đi hỏi người ta là xe đụng mấy lần rồi. Chữ đúng.
Turbo là có chỉ nha. Kia là không. Turbo mở hay chưa là cái này nè. Là hỏi bốn ốc nó có mở hay chưa. Ok quá rồi. Đây thật tập viên bữa sau là cho đi coi em không đi nữa. Quải quá là đi mệt quá. Ở nhà đi chơi thôi. Rồi, mới tin nè, coi đã. Em bao anh mà. Thằng Tài à, 79 là thằng Tài đúng không? Tại vì anh biết sao không? Cái nó có cái mẫu mới á, nên cái mẫu này nó bị mất giá. Chứ mà lúc mình mua là mình mua nó bị hot nữa chứ. Lúc nào nó hot nữa. Chứ cái xe này em về em bán dưới 600, đâu trên 600 được. Tính ra em bỏ 570 em mua cái xe này về bán kiếm có 20, 30 chi phí này nọ nữa, đâu có nhiều rồi. Chẳng qua là bên em có cửa hàng, có thương hiệu, có cửa hiệu bắt buộc phải mua những cái xe này. Chứ mua mà những cái xe mà người ta đi nhiều quá mới dễ mua được. Mua mới đè giá này nọ, còn em mà cứ hứa trả một phát một vậy là xúc thôi. Nói chung là này là tại vì tôi anh về quê á, dạ. Phải đậu cách nhà cả 100 mét lận, dạ. Không có vô được trước cái sân nhà, dạ. Bắt buộc phải bán đúng không? Nhỏ mua cái xe buýt á, hoặc là phải điêu á. Thì anh đang định kiếm xe nhỏ, khi nào chắc tôi qua bên phường trung bên đó kiếm Mitsubishi á. Estega á hả? Achay. Phải chạy thử nha, anh phải chạy thử cái thử coi. Không, ý là anh mua xe mới anh phải chạy thử chứ còn cái loại đây em chạy hoài mà. Coi thử mình mới ưng xe nào chứ không phải là cứ coi trên hình trên mạng là thích về rồi mất công rồi. Có, em có nhiều loại nhưng mà không có cái Estega đó, Estega nó ít lắm. Thị trường nó ít chuộng. Anh mua Morning này, Fadil rồi, Fleetwood rồi tới em có hết á. Tới anh thử thoải mái. Thử mua xe em cũ cũng được, còn mua xe lướt cũng được. Và đa phần người ta có tiền là họ mua xe mới à. Chứ xe lướt nó xác. Xe lướt đây dành cho những người nào mà họ ráng không nổi nữa rồi thì mua thôi, chứ còn chẳng trên bao nhiêu anh hả. Rồi đúng đó, em làm việc với bạn đi. Đúng mới luôn á, mới tin luôn á. Đúng rồi. Bên em nộp vô cho. Còn 100 mấy triệu đó. Ủa vậy em bữa vay ít vậy hả? Vay cho chơi cho vui à? 2022 mà lãi cao quá hơn, lãi nay 10 mấy trăm ta. Anh trẻ là nó phải phạt anh đó nha. À, giờ cũng làm đó nó cũng phạt à? Nó phạt còn. Hai chìa khó đủ hết chứ anh? Dạ dạ. Ok. Nói chung là ngày đi rất sướng. Dạ. Lò dầu. Bắp còn lò dốc rồi. Vỏ là còn nguyên chưa được. Xe Mỹ đi nó đầm lại chắc. Xích nhiều. Anh đổi cái xe nhỏ. Anh đi xe này anh đổi xe nhỏ chạy lỏng trọng thắt cười rồi. Chạy mà không quen nó thắt cười gớm lắm. Chạy mà lên xe nhỏ mà chạy không quen là chạy xe này xong rồi chạy kia nó thắt cười lắm, chạy nó lỏng trọng. Thằng này mà có tải vô chạy mới sướng. Đúng rồi, có tải đầm rồi. Nó đầm. Chứ không có là cái nhíp nó tưng. Ủa cái này thôi anh về luôn hay là... Dạ? Thôi anh chạy về luôn hay là... Không, em cọc tiền cho anh rồi ngày mai anh em nó qua nó đi xử lý với anh. Rồi. Nó lấy về. Nhỏ nhỏ anh, em pha deal với Morning á, với i10. Mấy cái đó là mua thường xuyên luôn á. Dễ ra nữa hả? Dễ đó hả, dễ bán anh, dễ mua dễ bán. Ừ.
Cái này gần cửa hàng mình mà. Anh ơi đi thấy vậy chứ. Ở đây là Hiệp Bình. Sang bên tầm mình chạy ra ngay Gò Vua tới rồi. Ngay Gò Vua chạy ra đường anh chạy đâm thẳng đường này nè. Dạ. Rồi ra Tục Dân qua lộ cái vòng tới cái Tục Dân vòng lại ngay cho anh. Mấy cây ta? Em tính mua nhà mà không biết mua bên đây hay mua bên đó. Bên đây nhiều hơn nè. Bên đây ở yên tĩnh mát mẻ hơn. Đúng rồi. Có lấy gì lấy đi nha anh, ngày mai là tụi em qua lấy xe á. Lấy để bỏ qua xe kia của mình nha. Hai anh em ruột á. Hai anh em ruột luôn hả? Đúng rồi. Mình đi chung luôn hả? Anh đi chung luôn hả? Để đưa xe cho anh mượn chạy qua đây. Dạ. Đẻ đó ở Gia Lai nên sinh sống Gia Lai. Tại vì Gia Lai là Quy Nhơn lên nhiều lắm. Dạ. Anh ở đâu? Anh ở... Em ở Tiền Giang nè. Tiền Giang. Ủa anh định bán xe là anh ở Tiền Giang hả? Không. Anh mua lại chiếc xe nhỏ không chạy. Lấy biển số tỉnh đúng không? Nếu mà anh lấy biển số tỉnh á thì được đứng tên anh nè. Sau rồi sau này anh bán á thì anh đừng có tìm mấy ông Sài Gòn anh bán. Anh lại tìm mấy ông tỉnh anh bán. Tại vì tìm mấy ông Sài Gòn bán thì ông lại ép giá anh. Ông kêu tôi phải chuyển về Sài Gòn, tôi bán nguồn khách ở Sài Gòn. Còn em thì có hai cửa hàng. Thí dụ là xe biển Sài Gòn thì em để Sài Gòn bán, còn xe biển tỉnh là em mang về Gia Lai nên em cũng chẳng ép giá khách hàng làm gì hết. Chứ còn mà bình thường thí dụ anh ở tỉnh mà anh mang lên Sài Gòn thì kêu ồ tôi rút hồ sơ tôi mang về là phải tốn 20 triệu nữa. Còn mà em bán lượng khách ở tỉnh thì không. Bán qua tỉnh sang tỉnh thì không. Đúng rồi, tỉnh thì không mắc cái gì hết. Còn lúc anh mua mới thì anh mắc nha. Anh mua mới là anh phải mất 20. Nếu mà anh mua mới thì bây giờ anh phải nhờ người anh đứng tên. Em thấy chẳng ra ở Sài Gòn nó công an họ cũng đâu có để ý biển Sài Gòn hay biển tỉnh đâu. Giờ rồi, cứ sai luật là xúc thôi chứ đâu có nói nhiều đâu. Như ở Hà Nội chắc người ta để ý nó quan trọng đó, còn mình em đi biển Gia Lai vậy chứ đâu có ai đi đúng luật đâu ai xử đâu. Nên nhiều người cứ thích cái biển Sài Gòn cho nó xa, như tôi là dân thành phố. Dân thành phố thì chắc có tiền quá vậy. Ừ mấy ông tỉnh chơi mới giữ á. Chơi lúc cán á. Anh ở quê xong là anh chuyển lên. Bây giờ anh hộ khẩu Sài Gòn rồi chứ? Đây không có Sài Gòn mới giấy cà vẹt mới lên. Dạ. Ủa mai còn một đống xe mai xử lý chắc phải hẹn ảnh ngày chiều mai hoặc là ông ấy phải ngày mốt mai nhiều lắm, mai em còn 4-5 chiếc nữa. Không thì hôm sau thì anh tại mùng 10 em khai trương quân nhân viên em mới lên đủ. Bữa nay em có đi sáng giờ em đi 3-4 chiếc là mình em đi không chứ không mua. Khi nào anh sắp xếp được thì anh qua. Dạ. Dạ. Tầm chậm nhất là thứ ba em xử lý cho anh. Không vấn đề gì. Gần đây mà chạy xẹt xẹt qua. Nhưng mà anh báo trước bên kia đi nha. Anh báo trước bên kia để xử lý là em qua là tất toán thôi. Không đâu, vợ em dạ. Làm chồng. Dạ dạ. Mua xe cũ là phải tìm hiểu cho kỹ. Chứ mà tìm hiểu không kỹ là dễ dính đòn lắm. Khuyên anh vậy, còn anh không biết thì anh mua xe mới luôn. Nếu mà anh cảm thấy mà anh không thấy an toàn là mua xe mới luôn. Chứ lệch một xíu là anh mất cả 100 triệu bình thường. Giống như sếp anh đó. Đi sửa 100 mấy triệu à? Sửa lại 100-150 chạy vòng vòng sửa mà đồ nó không có nữa. Cấp cho 3-2-0-1-0. Quay lại chỗ đó bảo hành chứ. Nó bảo hành. Bảo hành có 6 tháng mà nó thay do ổng không đồng ý nữa. Mấy cái đồ nhập dân Hàn Quốc nó đi xe nó khó tính lắm. Em là bung máy về hắn bung máy ra hắn làm luôn mà. Em là mấy cái xe nào mà nó xuống hay là mình rành mình biết là mình loại luôn, mình không mua. Để khỏi sau này khỏi mang tiếng. Không kiếm tiền bằng mọi cách rồi. Giống như mấy xe này thà lợi ít nhưng mà mình người ta mua mình là người ta phải nhớ. Mấy con này thường em đẩy về tỉnh nhiều
tỉnh đi. Không, cái này ở Sài Gòn người ta đi cũng nhiều, nhưng mà ở trên tỉnh em thì chuồng cái này, chuồng cái bán tải này. Ta đi mấy đồi, mấy cái vườn cà phê rồi này kia. Đúng rồi, đúng rồi. Còn mà ở Sài Gòn thì ít, đa phần ở tỉnh em mua cái này nên cái gì em chơi cũng được hết á. Bán tải, SUV, sedan em chơi tuốt hết. Ủa hộ khẩu là cái chung cư đây luôn hả anh? Hộ khẩu nhà nó bên ngay chỗ gia đình đó vậy, anh ghé anh mới ở đây. Anh làm căn cước đi chứ, đó là em đổ lại đi chứ. Anh mới làm lần đầu, có cái giấy của công an xác nhận cư trú của mình á. Nên đi đâu anh cầm cái giấy theo là xong. À, ủa anh đứng bữa anh ra tên của cái xe này là anh cầm cái đó lên ra tên hả? Đúng rồi, để nó gõ số căn cước rồi nó ra nó hiện rồi. Là nó thấy mình ở đây rồi. À bữa nay nó làm nó có hết cái mã định danh, nó đúng có rồi. Hết hộ khẩu không cầm cái giấy đó lên nữa, đây anh chỉ cần đưa số căn cước cho nó gõ ra là trên hệ thống đã có địa chỉ thường trú ở đâu rồi, hộ khẩu ở đâu rồi. À anh đâu có cần cầm giấy gì đâu. Hộ khẩu cứ đi mua xe mà thấy quán nào đông đông rồi em hay nhảy vô anh chị, nên là hay tìm được quán ngon. Có quán này đi tùm lum nè, không biết có ngon không. Đang đi mà đi về mà thấy cái quán đây nghe đông quá. Thường đông là ngon á, nên là anh hay đi, anh biết được nhiều chỗ ăn ngon là vậy. Cứ đi mà thấy chỗ nào đông đông là nhảy vô, vừa đi mua xe vừa đi ăn thưởng thức ẩm thực về. Yeah. Bán đây họ bán vậy đó, họ bán nguyên cá, nguyên cá vậy đó. Tí vô lùm cái đuôi đi, bàn còn quá trời nè, bò cháy tỏi nè, tùm lum món nè, món để quảng cáo đây. Bò luộc, bò nhúng mẻ nè, nhúng mẻ luôn không, ngồi chỗ nào mát mát thoáng thoáng á. Ít người hả? Ít người ngồi đây nè, ngồi đây nè, ngồi đây nè, không có ai nè. Ngồi nè, ngồi đây cho mát nè, bờ sông nè. Sông bờ xuống bờ ruộng nè. Đó, kêu món đi. Mở tô đi. Lẩu với bò luôn hả? Mở số 6. Lẩu gì vậy anh? Anh lẩu gì anh? Không cầm không? Lẩu hả? Cầm bò luộc cuốn lâu rừng. Đủ. Bò luộc gì? Cuốn lâu rừng. Bò luộc cuốn lâu rừng hả? Đúng rồi. Lẩu là đủ loại luôn đúng không? Lẩu gì chanh đậu anh? Có dê. Ở đây chuyên bò mà. Đâu bò phải chuyên có dê luôn. Có bò có dê. Dê là chan sâu. Dê là chan sâu hả? Sâu cùng đấy, đây đây. Dê ép chảo thôi. Dĩa 200, 250, 300 hả? Dạ đúng rồi. Cái này 150, 200, 250, 300. 200 thôi, hai người ăn 200 thôi. Rồi một cái lẩu bò đi, một cái lẩu đuôi đi. Anh thích ăn đuôi á, một cái lẩu đuôi bò ấy. Lẩu mua đuôi, 200 thôi. Lẩu thập cẩm đi, 200. Lẩu thập cẩm 200 thôi. Lẩu thập cẩm mà bỏ bớt mấy cái lại nhiều đuôi chút. Bỏ nhiều đuôi ha. Nhiều đuôi còn mấy cái mỗi thứ chút. Hai sĩ mà đòi quá vậy ta. Rồi rồi. Nước suối đi. Hai xị mà đòi dữ vậy. Xị mà đòi dữ bà nội. Đừng quay nha. Quay nè, đang quay nè, đang quay. Lẩu kêu một cái lẩu thập cẩm hai xị anh chị nha, 250 300 350 kêu hai xị đi. Rồi một cái dê ép chảo. Ở đây có vừa dê vừa bò luôn. Để tí nữa ra coi thử coi như thế nào. Hai chị bưng ra quay quay bưng hai chị. Hai chị quá trời ha. 400.000 bữa ăn 400.000 2.000. Hơn á. Hơn đâu, cái này 200.000 cái này nữa. Trứng à. Cái này nữa, cái này nữa. Nồi lẩu hai chị nhiều quá không? Đập trứng vô. Ừ. Đập trứng vô thử.
để kêu đọc cho mình để sao biết đọc, đọc nó tanh lắm. Ờ, lấy cái này nè. Oh my god. Sao đọc được? Ủa sao trứng đó, sao nó chảy nước vậy? Đúng rồi, trứng sống mà. Nhưng mà trứng đây bị hư rồi. Hôi không? Không hôi. Không hôi là không phải đâu. Hả? Không hôi là không phải đâu. Nhưng mà sao nó chảy nước vàng vàng? Thôi để em kêu. Alo. Help me. Trứng sống vậy hả? À. Đúng rồi. Oh. Đập vô. Không ấy tí đau bụng. Sao đau bụng được, để nó chín ấy chứ. Ừ, hai xì nhiều quá vậy. Thơm, thơm phức, phức luôn. Thơm không? Ờ, cái này chắc phải 6 người ăn luôn chứ. Ờ. Trời, ăn xong hết cơm cái lẩu là ăn dễ nhựa luôn á. Ờ. Đây là toàn là ruột, lòng, thịt, không đuôi nữa. Ờ, đuôi nữa nè. Đuôi quá trời, nãy kêu đuôi nhiều. Chả bò nè. Bò viên nữa. Em thích ăn cái khoai môn á. Ờ, khoai môn nè. Đập luôn à. Ừ, hợp ý. Anh phải lấy cái muỗng cho nó đỡ vô cái tay. Đó, nó phải, ờ, vậy phải như vậy á. Ờ. Quả này bị gì rồi? Nó bụng mà. Không đâu, nó chín mà. Quả này bị gì rồi á, nó phải đỏ vậy chứ. Không sao đâu, chắc là nó non lắm. Chứ có mà hư là thú quắc liền. Ăn thử cái này. Để nó thôi đã, đóng đóng nắp lại đi anh. Đóng nắp lại đi. Anh, đóng cái nắp lại đi. Chưa ăn nhưng mà thấy ngon lắm nha nè. Anh thấy rẻ. Cái này lá chanh nè em. Đúng rồi. Đây họ làm như lá chanh này. Em thử thử. Mở không uống đá đúng không? Mùi lạ. Ngon không? Mùi ngọt lắm mà. Ngon không? Quá chẳng lên. Ngon, ngon, rất là ngon. Ngon điếng người luôn. Nè. Ăn nhiều. Nhiều cái gì? Ăn dê nhiều rồi mà chưa. Ủa cái này bò hay dê? Dê. Nhưng mà chưa biết được sao họ làm cái vị ngon thiệt á. Thiệt hả? Ờ, anh đi ăn dê từ tò mò quá. Miền Nam, miền Bắc rồi miền Trung ăn hết rồi. Anh với anh Đức hay đi ăn ở quán gì đó. Ừ. Ngon quá. Chấm chao hả? Ừ. Hình như lần đầu tiên ăn dê. Không, ờ, ăn không cũng ngon rồi, đừng có chấm chao. Đang quay mặt không? Thơm lắm anh chị. Ừ, thơm không? À, thơm phức à? À. Này hỏi xài cái gì mà thơm ra? Lá chanh. Thấy không? Lá chanh nhưng mà để sau cùng đó. Để nó có nhắn. Nó có thêm cái vị, nó không bị mặn nữa. Vừa ăn ghê luôn á. Nhưng mà chấm với chao là không ngon. Ăn không thôi đúng không? Ăn không mới ngon. Chấm với chao là không ngon chị. Đúng là cái quán này ai mà ở Thủ Đức nên ghé nè. Quán số bao nhiêu nè? Quán nó ngon thiệt á, không phải nè. Quán này số bao nhiêu ta? Không ghi đây. Tí nữa em ra em quay với bạn hiểu. Đây là đường Tăng gì á. Em bỏ rau nha. Ừ. Hai người mình kêu gì ai với gì cơm chiên nữa là ngon. Ờ, hoặc là cái lẩu thôi, cái lẩu này nhiều á. Ừ. Nổ nhiều quá. Rau cũng ngon này, rau sạch sẽ. Ừ. Quay em đi. Quay em chị. Đặng quá. Húp thử cái nước này, cái nước ngon không? Còn đang này cũng thế nha. Sao mà nhiều vậy trời, ngập luôn á. Ngập luôn á. Húp nước lẩu bò này. Mà nhiều quá. Hai xì mà nhiều quá. Có làm lộn cái nồi ba xì rưỡi không nè? Không có đâu. Nhưng mà nhiều thịt đó. Nước thơm lắm. Ngon không? Thơm lắm.
10 điểm không? 10 điểm á. Ghê vậy? 10 điểm thiệt luôn á. Toàn khó tính lắm á mọi người. Ờ à, anh gì cũng vậy, từ công việc, từ xe cộ mọi thứ. Xe cũng phải thiệt là đẹp, đồ ăn cũng phải thiệt là ngon. Ôi. Cái này chấm với tương đen. Tương đen hả? Cái gì chấm tương đen? Ừ. Ừ, ừ. Cái này thơm lắm. Ừ. Thích ăn cái này nè. Cái lẩu hai xị mà có đủ hết anh chị. Có tùm lum hết à. Có đuôi nè. Có lưỡi nè. Có cả bò viên nữa. Ngon lắm. Sài Gòn mà nấu ngon thiệt luôn á. Số điện thoại anh chị liên hệ là 0919 nha, 411145 nha, gọi điện cho. Có bán mang về mà. Bữa nay mình ở nhà mình ship mang về, gọi Grab mang về, tháng người ta mua về cũng đông lắm. Đúng rồi, ngoài kia mua về. Chào không ngon. Chào không ngon hả? Chào không ngon. Tất cả rồi ok, chào không ngon. 400 ngàn cho hai. Thôi em ăn để nha anh chị. Tạm biệt anh chị nha.